nhưng phải lớn lên trong một con phố ổ chuột của những kẻ đua xe du thủ du thực. Để tự khẳng định mình, bạn quyết định thách thức tất cả trong một cuộc đua xe lớn chưa từng có. Vượt qua những con phố đông nghịt, bỏ lại sau lưng những chiếc xe cảnh sát và chẳng cần để ý đến những cột đèn giao thông luôn đổi màu bất chợt. Với game đua xe siêu tốc, không gì có thể ngăn cản bạn. Những khao khát cháy bỏng, những nguyện ước nhỏ nhoi, bao nỗi buồn vô cớ, những hạnh phúc tràn đầy, tất cả mọi cảm xúc đều rung động cùng nhịp đập của trái tim. Hãy đến với 8555 để có cơ hội làm quen cùng 3 người bạn khác giới, để bạn giao lưu và có thể tìm thấy một nửa của riêng mình. Chương trình chỉ bằng một tin nhắn. Nếu là nam, bạn soạn tin DVN cách A gửi 8555. Nếu là nữ, bạn soạn tin VN cách E gửi 8555. 8555 kết bạn bốn phương, nối liền thương nhớ. Chào các bạn. Biết điểm thi đại học cao đẳng năm 2008. Ngay từ bây giờ, hãy nhắn tin để biết kết quả nhanh nhất và sớm nhất. Soạn tin VC cách TF cách số báo danh gửi 8774. Ví dụ, số báo danh của bạn là BKA00123. Soạn tin VC cách TF cách BKA00123 gửi 8774. Bạn sẽ nhận được điểm thi, điểm chuẩn của trường và vị trí xếp hạng của bạn trong trường. Tốt lành. Từ cổng đến căn nhà của bạn có một khoảng sân nhỏ, và phải chăng một tiểu cảnh hay một bể cá ở phía trước sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn? Hãy soạn tin VC dấu cách cổng, dấu cách năm sinh, dấu cách giới tính và gửi tới số 8641 để cùng chúng tôi trao đổi, tìm ra cách bố trí hợp lý cho vườn và cổng của bạn. Hiện đại nhưng không mang tính vị lai là phong cách mà nhiều người đang áp dụng cho phòng khách của mình. Rất có thể phòng khách của bạn đã được thiết kế kín đáo so với cổng vào, nhưng làm thế nào để không hạn chế tầm kiểm soát? Có 100 hòn đảo được đánh số từ 1 đến 100. Mỗi hòn đảo được bảo vệ bởi một câu hỏi trả lời.